Câu chuyện tuổi thơ thiếu nước đã đưa cô gái Bến Tre đăng quang Hoa hậu môi trường Việt Nam. Đêm chung kết Hoa hậu môi trường Việt Nam năm 2022 vừa diễn ra vào tối 12 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm thi chứng kiến màn đua sắc tranh tài của 15 thí sinh tài năng nhất. Xuất sắc đánh bại nhiều ứng cử viên nặng ký khác, cô nữ sinh Nguyễn Thanh Hà đến từ Bến Tre đã chính thức đăng quang Hoa hậu môi trường Việt Nam mùa đầu tiên. Nguyễn Thanh Hà cũng là người đẹp giành nhiều giải thưởng phụ như người đẹp môi trường, người đẹp áo dài, người đẹp truyền thông của cuộc thi này. Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thanh Hà đã kể lại câu chuyện tuổi thơ khó khăn ám ảnh thiếu nước ngọt vì những cánh đồng ngập mặn. Là người lớn lên từ vùng đất Bến Tre, Thanh Hà cho biết cô thấm thía ý nghĩa môi trường sống với mình và những người xung quanh. Danh hiệu Miss Eco là bước đệm để Thanh Hà thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa với môi trường tự nhiên. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để không bỏ lỡ những thông tin thú vị. Xin chân thành cảm ơn.